Con đường mình đã chọn rồi, mình quyết tâm mình làm cho bằng được. Nó càng khó khăn thì mình phải càng vượt qua. Chào mọi người, tôi là Sử, sống ở Rà Răng. Tôi rất đam mê cà phê. Thì tình ra khi mình lên để làm cái rẫy trên này á, thì lúc đầu nó rất là vất vả, bao nhiêu lần cũng muốn bỏ cuộc ấy. Ở dưới làng á, mình lên tới trên đây á, 1.000 mét so với mặt nước biển, mình lên đây thì nó là 1.400. Lại cái lúc ở đây mà nó chín mà xuất sắc nhất á, thì nó lại trùng với lại những cái vườn ở phía dưới là người ta đang hái suốt, hái viết vườn. Thì cho nên cái của mình là phải chịu chung số phận với lại những cái vườn kia.